chị phiền. Ngoài uống uống chứ ai dám cản. Mẹ bay còn không cản được nữa. Càng nhiều đàn ông xung quanh em nói yêu em, nói muốn chăm sóc cho em thì em càng cô độc. Nếu mà anh cho rằng anh khác họ, nếu mà anh thực sự quan tâm đến em ấy, thì ở bên cạnh em như một người bạn đi. Còn nếu mà anh không làm được thì thôi, khỏi gặp nhau. À, trong đi nghỉ á. Thôi, để mẹ đi với chị Trà Trảo, chỉ cần được nghỉ ngơi mà. Với lại hai đứa ở nhà lo sổ sách cho mẹ, nhớ là không được đi chơi đó nha. Trời ơi, nội mà ngó sổ sách của mấy cái nhà hàng trong resort á, cũng đủ khùng mà đi chơi nào nổi nữa. Thì mẹ dặn trước vậy đó mà. À, Quyên nè. Quyên. Dạ. Con ở nhà nhắc nhở em giùm mẹ nghe chưa? Dạ. Chị. Dạ. Ờ, tôi đi rồi. Nếu như thợ có đến làm á, thì chị canh nhà giùm tôi nghe chưa? Tuyệt đối là không cho họ vô trong nhà. Nếu như có cần trao đổi gì á, mời họ xuống nhà sau. Tôi biết rồi. Chuyện đó mà mẹ cũng nhắc nữa. Không thừa đâu em ạ. Bây giờ cẩn thận vẫn hơn, chứ an ninh không có tốt. Với lại nếu họ nhìn thấy cái gì ưa mắt rồi nảy sinh lòng tham thì sao? Làm như ai như anh. Con nói cái gì vậy hả? Nó giỡn mà. Giỡn cái gì? Con gái con lứa, ăn nói cho nó đàng hoàng tử tế. Người ngoài người ta nghe được, người ta nói là mẹ không biết dạy con đó. Thôi mà mẹ. Mơ à? Mơ còn dặn tôi cái gì nữa không? Thôi được rồi. Tôi đi vài bữa mà cũng chưa biết nữa. Nếu như thích á thì tôi sẽ ở lại. Vậy thích nhiều nhiều đi mẹ, ở lại lâu lâu chơi chơi vui. Con hay quá ha. Hình như là con muốn mẹ đi càng lâu càng tốt đúng không? Lẽ gì có, tao con xin mẹ không cho đi bộ. Thằng kia, tối hôm qua mấy giờ mày về đó mày? Sức đâu mà mày cứ đi chơi tối ngày, ngày nào cũng ra trồng cây si là sao? Em đi đến đó thì có làm phiền hà gì ai đâu. Sao mà suốt ngày á anh hai cứ càm ràm lem bèm hoài vậy? Bộ mày không thấy tốn thời gian công sức hả? Còn trẻ, sao không lo tập trung làm ăn đi? Tụ tập đàn đúm suốt ngày. Em sẽ làm công việc khác. Dù sao em cũng tốt nghiệp đọc kinh tế rồi, lo cái gì? Mày tốt nghiệp 2 năm rồi đó, mày tìm được cái gì làm chưa? Hay là mày vẫn còn ăn bám hai đứa tụi tao? Mày đặt phách lối. Ủa, ông Tuyền được nhà ăn bách gì vậy anh hai? Tao mới đoán là nhà ông đâu đó dùng ngoại ô thôi. Kiểu gì cũng phải tìm ra cái nhà đó. Mày tìm hay tao tìm? Tôi tìm cho. Nè, hai anh định giở trò gì vậy? Giở trò là sao? Hả? Mày nói gì vậy? Người ta mới là người bày trò ra đó, ép cho con Thủy tự tử đó. Mình có biết gì đâu mà nói người ta như vậy. Còn ai vô đây? Mày không có biết đâu. Mấy người nhà giàu á là hay mượn tay người khác mà làm chuyện ác, thuê người này người kia, thậm chí là giết người luôn mà không phải đền tội. Gì? Thôi, hết hồn. Tưởng mẹ bay không mà. Trời ơi, bữa nay ngoại ăn mượn xì tim thì chơi tối vậy luôn hả ngoại? Trời ơi, có khi nào mà ngoại được vui vẻ thoải mái như vậy đâu. Mỗi khi cái nhà này á vắng bóng một phát rồi á, là ngoại vui. Trời ơi, ngoại dám uống rượu luôn hả? Mẹ con mà biết á là phiền phức lắm luôn á. Vui em dám cho ngoại uống hả? Vậy phiền. Ngoại uống uống chứ ai dám cản. Mẹ bay còn không cản được nữa. Ủa, mà vú đâu rồi ngoại? Ngoại đâu quản lý vú đâu mà hỏi. Ơi Ly, hay mày chơi cá ngửa với ngoại nữa mày. Lâu rồi mày không có chơi nha. Rồi, tối về chơi với ngoại. Tại vì bây giờ con chị Quyên phải qua nhà bác Thanh nè, bàn một số vấn đề về trong hội từ thiện nữa mà. Sắp tới hội từ thiện phải đi khoác quà mấy nơi. Nó dốc thục lưỡi ngang. Nghe mùi bay nói là thấy biết bay nó dốc rồi à. Trời ơi, hai đứa bay đi ra ngoài chơi phải không? Làm gì có chuyện đó ngoại. Đừng có qua mắt ngoại, ngoại biết hết trơn trội á. Nhưng mà đi chơi cũng tốt thôi, thấy không? Mấy con còn trẻ mà, cần phải có cuộc sống vui vẻ sôi động lên.
À, yêu thương cũng được, càng tốt. Nhưng mà yêu á, thì phải lựa cái thứ đàng hoàng. Đừng có yêu những cái thứ mà ba trận như thằng Phát nó xạo tám nhía luôn, mà ghét lắm. Mẹ con mà nghe ngoại nói vậy hay là mẹ con? Lâu ngoại mới sợ. Ngoại đã nói với mẹ con ngay từ đầu mà khi mẹ con ép gả con Thảo cho thằng Phát rồi. Nhưng mà đâu chịu nghe tao đâu. Ngoại đâu có sợ nói thật ra những điều ngoại nghĩ. Thôi, đi nhanh đi. Đứng đây mà nghe ngoại nói chuyện á, chắc tới mai vẫn chưa xong. Đi nha ngoại. À, Phát. Nhớ nghe. À, ngoại dặn rồi đó. Các con hãy sống cuộc sống của mình. Yêu á thì yêu kẻ đáng yêu, đừng yêu cái thứ mà không đáng yêu. Đừng có mơ mộng hão huyền rồi có ngày nào đó là thất vọng quá nghe. Dạ. Ê khoan. Dội đi. Ê, đi ra ngoài đó đó, nhớ mua cho ngoại mấy cái áo thun in hình mấy bạn ngoại nữa nha. Nha. Ok. Vô chưa? Con có mấy dĩa nhạc rock mới á, mua cho ngoại nha. Nhớ. Đừng cho má mày biết nha. Dạ. Nhớ đó nghe. Ê, quên là bị đòn á. Làm gì đây vậy? Tao chuẩn bị đi làm công trình. Còn mày đi đâu đây? Tao đi kiếm việc làm. Ê, ê, ở đây là nhà ông Bách không? Ừ đúng rồi. Còn mày sao mày biết? À, tại tao nghe người ta giới thiệu đây có việc làm. Ủa, còn cái xưởng gỗ của mày thì sao? Mày không định làm nữa hả? Ê lắm, không làm được. Đang tính kiếm việc khác nè. Tại đây có gì cho tao làm đi. Thôi đi mày ơi, tao cũng định bỏ đây. Công ty xây dựng nó thầu, nó khoán lại cho tao. Giá rẻ lắm. Mà khoán cái gì? Thì hoàn thiện một căn biệt thự nó xây dở đem nó bỏ giữa chừng vậy đó. Đi ha. Mày em mày nhường lại cho anh em tao làm đi. Cái gì tao tao chia phần trăm cho mày nhiều nhiều. Liệu mày có làm được không? Được, cái gì anh em tao làm được á. Làm tốt luôn. Đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Thôi đi nhậu đi, đi nhậu đi. Tao nói chuyện với mày nghe. Rồi rồi. Này nổi nóng rồi mày ơi, con không ăn không đó. Thống nhất vậy nha. Em không đồng ý kế hoạch của hai anh đâu. Mày quên ba con nhỏ ca sĩ đó đi. Về chuyên tâm lo cho gia đình. Cho dù em có cắt đứt quan hệ với cổ thì em cũng không tham gia kế hoạch này đâu. Nhưng mà đây là danh dự. Người mà gây ra cái chết của con Thủy phải đền tội. Nhưng mà đây không phải là cách. Mấy anh trốn vô nhà người ta gây sự ở trong đó. Ở tù mọt gông luôn đó. Tù cái gì mà tù. Mình vô trong đó là để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con Thủy thôi. Ai bắt mình đi giết người mà tù. Nếu anh nghi ngờ á thì báo cho công an đi, đi họ điều tra. Còn không á thì hãy quên ngay cái biệt kịch này đi, để sống một cuộc sống được tốt hơn. Bộ mày không biết đọc chữ hả? Mày thấy công an ghi cái gì trong bản khám nghiệm không? Con Thủy chết vì tự tử. Thì đúng là vậy mà. Nhưng mà tại sao nó tự tử?